Thì trước khi mà mọi người làm á, thì mọi người vào cái phần này nè, cái phần Bis file này nha. Mọi người chọn vào cái phần này, sau đó mình chọn cái e-service. Thì mình là cái nếu mà những bạn nào mà mở một công ty private limited á, thì mình bấm vào đây, local company nè. Rồi, sau đó mình sẽ start a new company. Thì mọi người nhìn thấy nè, cái đầu tiên là thấy không? Mình chọn vào cái này hệ thống 15 đô. Cái này cần SIM pass nha cả nhà. Thì đây mình bấm Next. Thì khi mà bấm Next rồi đó, thì mọi người nhìn thấy nè. Mình chọn cái đầu tiên nha. Phải là cái đầu tiên nha, thì mới được. Hai cái phần này để nguyên nha, không không có làm gì hết nha. Thì mình sẽ chọn tên công ty mình nè. Sau đó mình chọn Private Limited. Thì nó sẽ hiển thị cho mình thấy là cái tên công ty này đã có người sử dụng chưa. Nó là Available thì có nghĩa là hả chưa có người sử dụng nha. Thì mình có thể chọn được cái tên này. Rồi cái phần này thì Yuki sẽ ghi là nhà hàng chẳng hạn. Nếu mà Yuki làm nhà hàng thì Yuki ghi nhà hàng vào. Sau đó mình search nè. Search thì nó sẽ hiển thị lên. Thì mình chọn cái mà nó cùng với cái công việc mà mình đang làm nhất. Đó. Thì mình có thể chọn đến hai cái activity. Nhưng mà Yuki chỉ chọn một cái thôi nè. Thì cái phần này phần bắt buộc cho nên Yuki phải chọn một cái. Sau đó mấy cái phần này Yuki bấm tất cả là no hết nha. Yuki bấm no hết nha cả nhà. Rồi lúc đó mình sẽ chọn officer. Mình add cái officer vào. Thì mình add tên của mình vào nè. Director nè. Add. Sau đó mình bấm individual. Rồi cái phần này là NIC nè. Thì mình sẽ bấm vào. Tên thì mình phải ghi tên đầy đủ mình vào thì mới được. Sau đó mình chọn cái receipt nha. Này email nè. Đó mình sẽ add officer. Rồi khi mà add officer rồi đúng không? Thì mọi người sẽ chọn cái phần submit nè. Bấm confirm nha mọi người ơi. Cái phần này kiểm tra thông tin hết đúng rồi thì mình bấm confirm vào. Sau đó mình sẽ đóng 15 đồng nè. Cái phần này sẽ đóng 15 đồng. Điền thông tin này nọ kia thì mới ok được. Thì đó mình sẽ có quyền mình chọn nè. Mình xài thẻ ngân hàng nào mình chọn cái thẻ ngân hàng đó. Số thẻ mình ghi vào. Sau khi mà trả tiền xong á, thì mọi người sẽ thấy cái phần transaction number này nè. Cái phần này mọi người nhớ lưu lại để một hồi nữa xíu nữa mình sẽ điền tiếp á mọi người. Cái phần này rất là quan trọng nha.